Em nói lên nha, có mấy bạn mà không học rồi, còn mấy bạn chưa học đó. Thôi, rồi lại xếp hàng thế cầu thang đi, bốn bạn là cũng căng à. Quay 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 qu
Đi bơi về. Các bạn mới mới đi học bơi về bây giờ bạn mới dạ. Sẽ làm gì? Sát cá viên chiên ra cho anh hai. À, sát cá viên chiên với gì nữa? Còn gì? Sẽ ghi cho bà ngoại nữa nè. Ừ. Mỗi nay bọn mỗi đi học bơi khóa thứ hai các bạn ơi. Khóa thứ nhất bọn mỗi gớt. Mỗi không có được thi. Cho nên bọn mỗi phải đi học bơi khóa thứ hai. Rồi ngày đầu tiên bọn mỗi mua sa ghi về. Lo đút lót vào ngoài nữa, ngoài lưng cười muội học tới học khóa thứ hai luôn. Cận này mua cho muội ăn. Bơi về đói bụng các bạn ơi. Đói bụng tại vì bữa nay muội bơi buổi tối á. Bơi hay tối, bơi lúc 4 giờ 5 giờ cho nên muội đói bụng. Ôi nóng hổi thơm ngon, mời muội ăn nha. Thấy tương không con? Thấy tương không? Anh hai ăn cơm rồi, hồi con cho anh hai một sâu bờ viên nha. Để mẹ mở cho. Đâu ạ? Được không? Cắt cộng dây thun thôi. Ý. Trời ơi cắt cái đó làm chi cho nó. Rồi ôi để đây. Đó. Để đó hồi rửa. Rồi đổ ra. Cắt làm chi cho nó. Ý. Rồi muốn ăn nữa coi. Rồi được rồi được coi. Đây. Đó, rồi bỏ đây đi. Rồi ăn thử con viên coi. Chút xíu nữa vứt luôn. Ăn đi. Mời ngoại ăn không? Mời cho ngoại ăn đậu bắp. Ngoại ăn quà viên thôi cho ngoại ăn đậu bắp. Mùi đói quá, đi bơi về đói quá hả con? Ngon quá, nóng ấm ngon nha. Ăn nhanh lên rồi đi tắm nha. Ba anh hai nha, anh hai ăn cơm, chào anh hai nha. Cái gì vậy con? Đi ra thế nha. Được không? Đây mẹ kéo cho. Con để đây nè, dễ hơn không? Đó. Rồi để đó ăn phải không? Ôi, mày ăn đi, đem qua đây nè cho nó thấp, dễ chấm. Tự nhiên để đây cho nó cao. Đây. Con nóng hổi ngon. Nóng hổi ngon quá nha. Rồi mời ăn đi. Cậu ba kìa, mời cậu ba ăn không? Rủ cậu ba ăn không? Cậu ba đeo kính đen, cậu ba trong nhà cậu ba đeo kính đen. Cậu ba còn tắt cái này nữa. À. Ngon không cậu ba? Cậu ba mua này để quay tóc tóc nữa. Cậu ba mua này để quay tóc tóc nè. Rồi giới thiệu cho cậu ba luôn. Rồi bye bye mọi nha. Đang nhảy về nè. Nhảy sao? Nhảy tít tóp kìa cậu mua ông ngoại. Cậu ba ông mua cái chồng đó để cậu qua làm vậy á. Nhảy tít tóp. Tít tóp vậy hả con? Có xúc xích nữa nè. Ừ con xúc xích đi. Ăn xúc xích nào. Rồi. Đây mẹ cắm vô cho. Mẹ ơi, hay là mẹ hú cái kéo cắt đi. Thôi để con cầm nguyên cây con ăn vậy cho ngon luôn nè.
vô không? Nè mày cắm nguyên cây vô. Wow, cắt nó dễ hơn á. Kệ nó ăn nguyên cây cho nó đã. Ồ ồ ồ ồ ồ. Ừ đã quá. Một con cây xúc xích đặc biệt cho Hội ăn thôi. Tại vì mọi biết anh Hai ở nhà có hamburger rồi. Anh Hai có hamburger rồi phải không? Có sa ghi cho bà ngoại nữa. Rồi. Đã không con? Đã quá đã. Đã quá đã quá đã quá. Thôi nha, bye bye muội nha. Muội nhảy tốt tốt luôn. Muội đã quá, muội nhảy luôn rồi muội. Máu. Muội ăn đã quá, muội nhảy luôn rồi, muội phê quá, muội nhảy rồi. Này muội bơi có ai, muội kể mọi nghe muội. Cái thảo nhi với ai nữa? Với Hân nữa phải không? Vui ghê. Thảo Nhi sao con? Thảo Nhi mới xuống nước làm sao? Khóc hả? À. Thảo Nhi xuống nước không gì khóc mà. Cày. Cái anh chút xíu cái quen đi khắp hồ phải không? Đi với con ha. Ê con nói nè, con phát hiện ra xúc xích này có như này nè, hẳn 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 con cắn này, cắn này, cắn này, cắn này, cắn này. Cắn một mấy miếng ha. Mỗi một khía vậy là con cắn một cái. Ăn ngay cho đã. Ngon quá, mới tắm về đói nè. Bụng ngon quá.